Rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái tiết 76, đó là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc là một đoạn trích. Các bạn ghi cái tiêu đề vào trong vở đi. Cái tên bài mà vở đi. Rồi, nhiều người sao cô thấy ghi tiêu đề ta? Chúng ta đi vào cái phần thứ nhất, tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc là đoạn trích. Chúng ta sẽ quan sát ví dụ trong sách giáo khoa trang 61. Cái tiết này cô không cho các bạn đọc được, bởi vì các bạn đọc là hết giờ rồi, cho nên là bạn nào có sách thì nhìn vào sách, cô sẽ hướng dẫn để các bạn theo dõi sách để các bạn học nhé. Bây giờ là các bạn nhìn sách giáo khoa học 12 trang 61. Nó có một bài tập làm văn hoàn chỉnh. Nhìn vào thấy được chưa? Nhìn thấy thấy cái bài chưa? Bây giờ nhìn này, trong cái bài văn này các bạn thấy có 5 đoạn văn, đánh dấu vào cho cô này. Đoạn thứ nhất là mở bài. Đoạn thứ hai, đoạn thứ ba và đoạn thứ tư, đó là phần thân bài. Và đoạn thứ năm là phần kết bài. Các bạn đã đánh dấu được chưa? Lát cô không 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 cho đọc đâu, mà cô yêu cầu các bạn nhìn vào từng đoạn văn để các bạn trả lời đấy. Nha, nhắc lại này, đoạn số 1 là mở bài, đoạn số 2, số 3 và số 4 là thân bài, và đoạn thứ 5 đó là kết bài. Rồi, chúng ta đánh dấu bài rồi. Vậy bây giờ chúng ta nhìn quan sát hết cả đoạn, hết cả bài văn, xin lỗi, hết cả bài văn. Các bạn trả lời cho cô là bài văn đang nghị luận về vấn đề gì, của tác phẩm nào. Đang nhận xét đánh giá, đang nhận xét đánh giá. Rồi, cô mời Hồng Hạnh. À, đang nghị luận, hay nói một cách cho nó rõ ra, đó là bài văn đang nhận xét đánh giá về vẻ đẹp của anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng Lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Các bạn nên nhớ là vẻ đẹp nha, của anh thanh niên, và cái sự nhận xét đánh giá như vậy người ta gọi là nghị luận đó nha. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cho cô cái phần thân bài. Quan sát phần thân bài. Có 3 đoạn văn, đó là đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Vậy thì các bạn cho cô biết xem là cái bài văn này nghị luận đến mấy vẻ đẹp của anh thanh niên, đó là những vẻ đẹp nào? Bạn quan sát từ cái đoạn văn mà có đánh dấu đó. Đoạn thứ nhất của phần thân bài nó đang đánh giá nhận xét về cái vẻ đẹp nào. Rồi đoạn thứ hai phần thân bài nó sẽ nhận xét đánh giá về vẻ đẹp nào, và đoạn thứ ba cũng vậy, nó rất là rõ, nó rõ lắm. Cái tác phẩm Lặng Lẽ Sapa này các bạn đã học rồi, mà ở đây tác giả cũng đã viết rất là rõ rồi nè, các bạn không thấy à? Họ đang nghị luận, họ đang nhận xét đánh giá về cái vẻ đẹp nào. Cô mới thấy Hồng Hạnh thôi. Còn những người khác, các bạn có sách, cô thấy 26 bạn có sách cơ mà. Rồi, cô mời Ba Tuấn. Dạ thưa cô, là tác giả ba vẻ đẹp của anh thanh niên là tấm lòng yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đúng rồi. Cái thứ hai, dạ là nói thiện người, lòng hiếu khách đến nồng nhiệt. Đúng rồi. Thứ ba, sự khiêm tốn. Đúng rồi. Các bạn thấy là ở trong cái bài văn này, tác giả đã nhận xét đánh giá ba cái vẻ đẹp của anh thanh niên. Thứ nhất là yêu đời, yêu nghề, cái tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Cái thứ hai là lòng hiếu khách, sự quan tâm của anh thanh niên đối với người khác. Và cái thứ ba đó là sự khiêm tốn của anh thanh niên. Ở mỗi một luận điểm, đây là những luận điểm này, ở mỗi luận điểm như vậy, các bạn thấy được tách rời thành một đoạn văn riêng biệt.
Các bạn thấy không? Vậy thì ở đây cô cũng sẽ tháo gỡ các bạn một cái quan niệm mà các bạn lâu nay các bạn vẫn vẫn cứ ngỡ là như vậy. Mà cái điều này nó sẽ rất cản trở này. Lâu nay các bạn cứ suy nghĩ là một bài văn có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Thì mỗi một phần như vậy là các bạn chỉ viết một đoạn văn thôi, đúng không? Đúng chưa? Thường là các bạn cứ nhớ mở bài các em viết một đoạn, thân bài các em viết một đoạn, kết bài các em viết một đoạn. Mở bài, kết bài thì viết một đoạn văn là đúng rồi, bởi vì nó ngắn. Nhưng phần thân bài qua cái bài văn này cô cũng nói cho các bạn biết luôn là phần thân bài này chúng ta có thể viết được nhiều đoạn văn. Mỗi một luận điểm hay là mỗi một nội dung trong cái phần thân bài đó chúng ta sẽ tách thành một đoạn văn riêng biệt. Nó sẽ có những cái tác dụng như sau. Thứ nhất là các bạn viết như vậy nó rất là rõ ràng, trình bày như vậy rõ ràng mạch lạc. Người chấm nhìn vào là người ta đảo mắt ngay là nhìn thấy là các em làm rất khoa học rồi. Người ta chấm người ta cũng rất là dễ chấm bài. Mà ngay các em khi làm bài các em cũng rất là dễ kiểm tra bài. Khi mình đảo qua lại nhìn thấy từng ý như vậy, từng nội dung như vậy thành một đoạn văn riêng biệt. Cô lấy ví dụ như ở đây các bạn thấy có 3 vẻ đẹp của thanh niên, thì tác giả đã viết thì 3 đoạn văn, nhìn mà thấy một nhìn vào bài thấy ngay. Cho nên là các bạn nhớ là đừng có mặc định là thân bài chỉ có một đoạn văn đâu. Thân bài nó viết có thể là một tờ giấy đôi, 4 mặt giấy mà các em viết chằng chịt như vậy. Thứ nhất, người viết, người chấm rất khó chấm bài. Nó gây cho người chấm bài một cảm giác rất là bực. Và bản thân các bạn kiểm tra bài này cũng rất là khó khăn. Cho nên các bạn nhớ nha, đây là một trong những cách chúng ta sẽ tháo gỡ được cái lâu nay mà các bạn cứ đóng đinh vào một cái khuôn mẫu như vậy là không đúng đâu. Phần thân bài chúng ta sẽ được làm nhiều đoạn văn. Nhưng mà mỗi đoạn như vậy nó phải hiển thị, đó là một đoạn điểm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tìm cho cô các câu chủ đề nêu luận điểm của các đoạn văn. Ví dụ như là hồi nãy bạn Bá Tuấn đã chỉ ra được luận điểm của 2, 3, 4 rồi. Luận điểm đó rồi. Vậy bây giờ các bạn tìm cho cô cái câu nào mà nó nêu lên cái luận điểm đó. Các bạn nhìn trong đoạn văn này các bạn thấy ngay. Cô mời bạn Hiền thôi. Thì thưa cô là ở luận điểm đầu là trước tiên nhân vật anh thanh niên này đẹp bỏ tấm lòng yêu đời, yêu nghề, ở tinh thần trách nhiệm cao với công việc làm gian khổ của mình. Còn câu số 2 là nhưng anh thanh niên này thật đáng yêu ở nỗi thèm người, lòng hiếu khách đến nồng nhiệt ở sự quan tâm đến người khác một cách chu đáo. Còn về sự khiêm tốn của anh thanh niên là công việc vất vả có những đóng góp quan trọng nhưng mà rất là khiêm tốn. Đó là ở đoạn 3, 2, 3, 4, đoạn 5 thì chúng ta thôi lát chúng ta tìm hiểu sau. Đúng rồi. Đây, các câu này nó là những câu chủ đề nêu luận điểm. Vậy thì các bạn thấy rõ ràng các câu này đặt ở vị trí nào của đoạn văn? Đặt ở vị trí nào của đoạn văn? Trong đoạn văn thì các câu này đặt ở vị trí nào? Cô sẽ hướng dẫn các bạn một cách viết đoạn văn. Từ Quỳnh Hương. Dạ thưa cô, là được đặt ở vị trí đầu ạ. Đúng rồi, thường nó đặt ở vị trí đầu đoạn văn. Thì các bạn nghe này, trong khi viết đoạn văn mà câu mang nội dung chính, câu mang luận điểm nằm ở đầu đoạn thì người ta gọi đó là cách trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Các bạn nhớ chưa? Trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Ví dụ mai mốt đi thi mà người ta ra một cái lệnh đề thế này: em hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch để làm bật lên cái vẻ đẹp yêu đời, yêu nghề của anh thanh niên. Thì các bạn cứ nhớ cho cô, trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch tức là ngay đầu tiên của đoạn văn các em ghi luôn luận điểm, ghi luôn cái nội dung chính mà các em cần làm. Thì người ta gọi đó là cách trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Còn cách mà các bạn nhớ cho cô là cái câu luận điểm với câu chủ đề đó nằm ở cuối đoạn văn, nó nằm ở cuối đoạn văn, thì người ta gọi đó là trình bày đoạn văn theo cách quy nạp. Quy nạp. Các bạn nghe được hai cái này chưa? Vậy thì đi thi người ta sẽ hỏi mình là cách quy nạp, cách diễn dịch nha. Rồi cách thứ ba mà các bạn phải thực hiện mà hôm sau có cái thời gian cô sẽ nói các bạn, đó là cách trình bày đoạn văn theo
lỗi đó là tổng phân hợp. Có nghĩa là mở đầu đoạn văn chúng ta nêu luận điểm, các câu ở giữa đoạn văn các em phân tích làm rõ luận điểm, và cuối cùng các em chốt lại một lần nữa luận điểm. Như vậy luận điểm nó nằm ở hai vị trí, vị trí đầu và vị trí cuối. Thì hình thức như vậy người ta gọi đó là trình bày đoạn văn theo lối tổng phân hợp. Như vậy là có rất nhiều cách trình bày đoạn văn, nhưng có ba cái cách trình bày đoạn văn rất thường xuyên để người ta ra đề thi. Đó là trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, cách thứ hai là cách trình bày đoạn văn theo lối quy nạp, và cách thứ ba là trình bày đoạn văn theo cách đó là tổng phân hợp. Thực sự tổng phân hợp đó là sự kết hợp giữa diễn dịch và quy nạp. Thì bài học hôm nay người ta không yêu cầu điều đó, nhưng mà trong đề thi người ta sẽ yêu cầu. Thì nhân tiện đây là sẵn ở đây cô muốn nói các bạn, để các bạn biết, để đi thi người ta ra một cái lệnh đề như vậy thì các bạn biết đúng ra cái này các bạn đã được học ở những lớp trước thôi, ở những cái lớp trước thôi. Nhưng bây giờ cô nói là cái điều khó khăn ở đó là các bạn không đến trường đến lớp, chúng ta thời gian chúng ta không nhiều để cô rèn cho các em những cái kỹ năng để các bạn viết đoạn văn theo những cái phương pháp này. Thì bây giờ thôi thì các bạn cứ để đó, nếu như dịch bệnh mà nó vãn lại được mà các bạn đến trường thì đến lớp cô sẽ tranh thủ những thời gian để cô hướng dẫn các bạn trình bày đoạn văn theo những cách như vậy. Đi thi các bạn biết người ta yêu cầu mình phải biết cách diễn dịch, mà mình biết không đúng là người ta không chấm điểm nào hết. Người ta yêu cầu mình viết theo cách quy nạp, và mình viết theo như lâu nay theo cảm tính của mình viết, không có theo một quy tắc nào cả, là các bạn cũng chẳng có đề nào hết. Cho nên là các bạn biết rất là trở ngại. Lớp 9 là các bạn đúng ra là các bạn phải được rèn nhiều về những kỹ năng này. Rồi hy vọng học kỳ 2 dịch bệnh nó hết, cô sẽ dành thời gian để cô sẽ luyện cho các bạn, để các bạn có những cái kỹ năng để các bạn đi thi cho nó tự tin hơn nhé. Rồi như vậy các bạn thấy. Rồi như vậy bây giờ cô sẽ đi tìm cho các bạn thấy cái cách trình bày luận điểm. Nhớ thì cô ba luận điểm phần thân bài nhá. Luận điểm thứ nhất đó là vẻ đẹp, lòng yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc. Các bạn quan sát cho cô đoạn văn thứ hai, tức là cái đoạn đầu tiên của phần thân bài đó. Vậy khi để làm rõ cái vẻ đẹp trong cái tình yêu nghề, yêu đời và cái tình tinh thần trách nhiệm, thì tác giả đã chỉ ra những cái luận cứ nào, những cái luận chứng nào để chứng tỏ điều đó. Các bạn quan sát cho cô đoạn văn thứ hai. Ví dụ những chi tiết nào chứng tỏ rằng anh thanh niên yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao. Ở trong bài văn người ta làm rõ rồi các bạn này. Kết hợp cùng với những cái hiểu biết mà các em đã học, đọc truyện lặng lẽ Sapa. Như này, nhìn đi. Trời ơi, còn có 4 phút thôi mà bài học các bạn nó còn ở trên trời á. Rồi bác Thịnh nè. Đã mấy năm nay anh sống một mình trên đỉnh Yên Sơn Keo, 2600 m, bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. Công việc hàng ngày của anh là đo gió, đo nhiệt độ, đo mưa, đo nắng, rồi ghi chép, rồi gọi vào máy bộ đàm báo về trung tâm. Nhiều mùa, nhiều đêm anh phải đối chọi với gió tuyết và lặng im. Vậy mà anh vẫn rất yêu công việc của mình. À rồi, tức là cái vừa rồi là bạn Thịnh đã chỉ ra được, đó là cái tình yêu nghề, yêu đời, tinh thần trách nhiệm thể hiện thông qua đó là hoàn cảnh sống. Đó là anh làm việc trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 m, quanh năm chỉ cỏ cây mây mù lạnh lẽo, không một bóng người. Vì vậy cho nên bác lái xe đã nói rằng anh là một người cô độc nhất thế gian. Vậy thì các bạn cũng nhớ cho cô một điều nhá. Khi anh thanh niên lên trên đỉnh Yên Sơn này không phải do đó là phân công nhiệm vụ của các tổ chức, mà anh ta tình nguyện. Các bạn đã nhớ là anh tình nguyện lên đỉnh Yên Sơn này. Như vậy các bạn biết rằng sống và làm việc trong một cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt và khắc nghiệt như vậy, nếu như không yêu đời, không yêu nghề thì sẽ không làm việc ở đâu. Nhớ là quanh năm chỉ cỏ cây mây mù lạnh lẽo, không một bóng người, rất là khó khăn. Chưa kể là các bạn biết là về cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Rồi bây giờ về công việc này, công việc của anh ta là đo gió, đo mưa, đo chấn động của đất, tức là anh ta dự báo thời tiết. Công việc này thực sự nó không vất vả, nhưng nó cũng gian khổ.
Đặc biệt là nó gian khổ vào cái thời điểm nào các bạn biết không? Đặc biệt các bạn bạn biết nó gian khổ vào thời điểm nào các bạn biết không? Với Hồng Hạnh. Dạ thương cô, là vào lúc nửa đêm phải dậy đúng giờ để đo. À, để mà đi đi ốp á, tức là cái từ thuật ngữ trong 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 công việc của anh, tức là còn đi ốp á. Các bạn có nhớ một ngày anh đi ốp mấy lần không? Một ngày anh đi ốp 4 lần, 1 giờ sáng, 4 giờ sáng, 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Công việc một ngày 4 lần đó là đều đặn trong vòng 4 năm liền, nó không thay đổi khung giờ. Các bạn biết là nếu như mà người không yêu nghề thì các bạn sẽ bị nhàm chán ngay, sẽ nhàm chán ngay. Nhưng 4 năm liền với công việc đều đặn với 4 khung giờ như vậy, nhưng anh chưa một lần lỗi hẹn, anh chưa một lần bỏ lỡ công việc. Và thậm chí là 4 năm ở như đỉnh Yên Sơn, anh không một lần về thăm nhà. Mặc dù đỉnh Yên Sơn về Lào Cai đây ở chỉ khoảng 40 km. Đó là vì anh quá say mê công việc, anh tinh thần trách nhiệm lờ cao với công việc. Anh sợ rằng khi mà anh về không có người thay thế anh để mà làm việc. Tất cả những cái dẫn chứng mà cô vừa nêu như vậy thì các bạn thấy rõ ràng đang làm rõ được cái tình yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công việc của anh ta, đúng không? Và nói như bạn Hạnh nói là các bạn biết là 1 giờ sáng trời lạnh giá, và thậm chí là gì đây, cây là tuyết phủ trắng, khi chuông đồng hồ reo anh chỉ muốn thò tay tắt để ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến công việc của mình ảnh hưởng đến sản xuất và chiến đấu, anh vùng dậy để anh đi. Như vậy các bạn thấy, mà trong khi đó các bạn nên nhớ rằng nơi anh ở và làm việc không có ai quản lý anh cả, một mình anh ở, anh tự giác, trách nhiệm của anh ta là không có ai phải nhắc nhở đôn đốc hết. Như vậy tất cả những cái dẫn chứng đó là các bạn thấy cũng đang chứng minh điều này này. Và thậm chí là các bạn thấy rằng là cái tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc của anh ta, khi anh ta trao đổi trò chuyện với ông họa sĩ, theo họa sĩ nói rằng ở một mình có buồn không á, các bạn thấy anh ta trả lời rất tự nhiên này: khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, tại sao gọi là một mình được? Công việc của cháu gian khổ thật đấy, nhưng nếu cất nó đi cháu buồn đến chết mất. Các bạn nhớ không? Cháu buồn đến chết mất. Tức là quá yêu nghề. Rồi cái vẻ đẹp này nó còn thể hiện đó là cái việc sắp xếp công việc của anh ta. Các bạn thấy ngoài cái việc anh ta đi làm công việc chính, anh còn sống với một cuộc sống rất ngăn nắp gọn gàng. Các bạn có nhớ là ông họa sĩ và cô kỹ sư khi mà lên nhà anh ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia không? Không nghĩ rằng một người đàn ông độ tuổi đôi mươi, 27 tuổi đó, ở một mình lại gọn gàng đến thế. Sạch sẽ ngăn nắp, ngôi nhà ba gian quá ngăn nắp. Rồi chưa kể là các bạn thấy là gì đây? Đó là anh có nuôi gà, anh trồng rau, trồng hoa, và hơn thế nữa là anh đọc sách. Anh ở một mình trên đỉnh Yên Sơn. Bác lái xe cho rằng là anh là người cô độc, nhưng thực sự anh không hề cô độc. Bởi vì với anh, niềm vui của anh là công việc, bạn của anh là công việc. Và thậm chí là anh đã dùng sách để kết nối anh với lại thế giới bên ngoài. Đó là cái việc là các bạn thấy tình yêu cuộc sống, yêu đời, yêu nghề của anh thôi, đúng không? Như vậy các bạn thấy, đây này, cái luận điểm ở đây là nó nằm ở đầu rồi, đó là cái nội dung chính. Còn các tất cả những cái hai cái phần bên này là các bạn nhớ cho cô, đây là những cái dẫn chứng, dẫn cứ mà người ta lấy từ tác phẩm để người ta đang chứng minh cho cái luận điểm này. Và trên cơ bản những cái này các bạn phát triển thêm để các bạn nhận xét đánh giá về nhân vật anh thanh niên ở cái bên này nha. Rồi chúng ta sang luận điểm thứ hai, cái vẻ đẹp của lòng hiếu khách, cái sự quan tâm của người khác. Các bạn thấy chưa, nhìn cho cô đoạn số 3, các bạn chỉ cho cô xem cái lòng hiếu khách này thể hiện ở những cái luận điểm, ở những cái luận cứ nào, ở những cái luận cứ, luận chứng nào đã được chứng minh như thế nào này. Nhìn thấy rất là rõ. Bá Thịnh nào con? Ngay từ những phút gặp gỡ ban đầu, lòng mến khách nhiệt tình của anh đã gây được thiệt cảm tự nhiên đối với người họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ. Niềm vui được đón khách dào dào trong lòng anh toát lên trên nét mặt qua từng cử chỉ. Anh rồi, rồi Thịnh, rồi Hiền bổ sung gì không, thêm không con?
Dạ thưa cô là niềm vui được đón khách rào rạt trong lòng anh toát lên trên nét mặt qua từng cử chỉ. Anh biếu bác lái xe của tam thất để mang về cho vợ bác mới ốm dậy. Anh mừng cuốn đón quyển sách bác mua hộ. Anh hồ hởi đón mọi người lên thăm nhà mình. Rồi, như vậy các bạn sẽ thấy ở cái vẻ đẹp này nó được chia thành hai cái mảng. Thứ nhất đó là sự hiếu khách của anh. Các bạn thấy anh niềm nở hồ hởi đón khách lên nhà thăm anh. Các bạn có nhớ cái lúc mà khi mà lên đến nơi thì anh không quên rót nước trà nóng mời bác lái xe và ông họa sĩ, bởi vì anh biết rằng những người này lớn tuổi rồi mà ở Hà Nội đi sớm chưa kịp uống trà, và những người này rất thích uống trà, cho nên anh đã rót nước mời. Và các bạn có nhớ là anh trân quý từng phút từng giây không? 30 phút gặp gỡ anh nói liên hồi, anh không cho người khác nói. Và thậm chí các bạn nhớ là anh đếm từng phút ở chỗ là gì? Trời ơi, chỉ còn có 5 phút thôi. Khi đồng hồ thời gian nó cứ tích tắc, nó tiến gần đến con số 30, thì anh rất là trân quý từng phút từng giây. Rồi chưa kể là gì nữa, anh quan tâm đến người khác ở cái hành động đó là các bạn nhớ, anh hái những bông hoa tươi thắm nhất để tặng cô gái. Và thậm chí anh ta đã làm sao? Nếu cô thích, xin tặng cả vườn hoa luôn. Và được nghe bác lái xe nói là vợ bác bệnh, anh đã đào tam thất để biếu bác lái xe về bộ bồi dưỡng cho vợ của mình. Và trước khi tiễn đoàn khách trở lại với xe thì anh đã biếu một làn trứng, và những quả trứng này là do anh tự nuôi gà để mà biếu khách, để mà lên xe ăn để mà có sức khỏe. Thì tất cả những chi tiết này nó cũng đang minh chứng cho cái vẻ đẹp về lòng hiếu khách, sự quan tâm người khác của anh thanh niên. Rồi cái thứ ba đó là cái luận điểm về vẻ đẹp của tấm lòng khiêm tốn. Các bạn chỉ cho cô xem cái vẻ đẹp này thể hiện ở những minh chứng nào, ở những dẫn chứng nào. Rồi Hồng Hạnh. Dạ thưa cô, anh họa sĩ, vẻ đẹp của tấm lòng khiêm tốn của anh thanh niên là anh cảm thấy đóng góp của mình bình thường nhỏ bé so với người khác. Khi ông họa sĩ định phát thảo chân dung của anh thanh niên thì anh thanh niên đã giới thiệu cho ông họa sĩ những người đáng vẽ hơn mình. Đúng rồi, như vậy là bạn Hạnh đã chỉ ra được những cái dẫn chứng để chứng tỏ cái lòng khiêm tốn của anh ta này. Thứ nhất là khi được ông họa sĩ vẽ cái bức chân dung thì anh ta cảm thấy ngượng ngùng, và anh ta cảm thấy rằng anh quá nhỏ bé, những đóng góp của anh ta chưa thấm vào đâu. Cho nên anh đã giới thiệu với bác vẽ những người khác, như là cái người bạn trên đỉnh Phan Chi Păng này, ông kỹ sư Vườn Xu Hào này, và thậm chí đó là ông kỹ sư Chốc Xét này. Thì các bạn thấy tất cả những cái điều này đã chứng tỏ đó là cái vẻ đẹp trong cái tấm lòng rất là khiêm tốn của anh. Như vậy thì các con thấy rõ ràng, nãy giờ các bạn thấy là cái cách cô phân tích này, không biết các bạn có hình dung không nhá. Tức là phân tích, đây là phân tích nhân vật trong một cái tác phẩm truyện đã học. Thì các bạn nhớ là sau khi mình học xong một cái tác phẩm văn học, công việc của mình đó là gì? Bằng những kiến thức đã học, mình sẽ đưa ra những cái luận điểm, tức là những cái nội dung chính của nhân vật. Rồi cũng bằng những hiểu biết của trong câu chuyện, mình sẽ lấy những dẫn chứng để mình chứng minh những cái luận điểm mình nêu ra. Và những cái dẫn chứng đó nó phải phù hợp với luận điểm. Cô lấy ví dụ như là ví dụ như thế là các bạn thấy này, khi đang chứng minh, đang đánh nhận xét đánh giá về cái sự khiêm tốn của thanh niên, thì các bạn lại đưa ra một cái dẫn chứng, đó là anh ta từ chối ông họa sĩ khi bảo họa sĩ vẽ là không phù hợp. Mặc dù cái dẫn chứng đó nó cũng nằm trong chuyện, nhưng nó không phù hợp trong cái luận điểm đó. Bởi vì đó là cái luận cứ đang nằm cho cái trường hợp đó, là cái luận điểm đó là sự khiêm tốn. Như vậy các bạn nhớ là các luận điểm phải sắp xếp rất chính xác phù hợp. Bây giờ cô tổng kết lại toàn bộ bài này. Như vậy các bạn thấy đoạn 1 đó là mở bài này. Thì ngay phần mở bài này các bạn thấy rõ ràng là người ta phải giới thiệu nhân vật chính. Và giới thiệu nhân vật chính này đó là một nhân vật có một ấn tượng rất đẹp. Và sau khi giới thiệu rồi thì trách nhiệm, nhiệm vụ của thân bài tức là triển khai các luận điểm trên bằng cách chỉ rõ ra sự ấn tượng ở những cái nét đẹp như là yêu đời, yêu nghề,
như là hiếu khách, như là khiêm tốn. Thì đây tức là chúng ta làm rõ ra để cái ấn tượng ban đầu của anh này là như thế nào. Và sau khi mình đã phân tích, nhận xét, đánh giá kỹ được các cái nét đẹp trên rồi, thì mình sẽ chốt lại, mình lại kết luận lại để mình khẳng định anh là một người hy sinh thầm lặng, là một con người rất đáng để trân trọng, tình yêu. Thì đây là các bạn thấy, đây là cái bố cục của một cái bài văn nghị luận về một cái tác phẩm văn học. Và cụ thể đây tức là đang nghị luận về một nhân vật. Các bạn thấy như vậy là đây là một trong một cái hoàn chỉnh lắm. Phần mở bài nha các bạn. Tại sao mà cô nói các bạn là phần mở bài các bạn phải nắm vững cho cô về tác giả, tác phẩm. Tại vì chắc chắn cái phần đó các bạn phải giới thiệu, giới thiệu tác giả, tác phẩm. Đó là chắc chắn. Còn cái phần thân bài thì đương nhiên nó xoay quanh cái nội dung của câu chuyện rồi. Còn kết bài chúng ta khẳng định lại, nó cũng chỉ là một cái lần khẳng định lại nhân vật mà chúng ta đã nêu thôi. Nha. Thì nãy giờ cô đã giúp các bạn đang tìm hiểu về cái kiểu bài đó là nghị luận về tác phẩm truyện. Vậy thì nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, tức là chúng ta sẽ đi trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, về sự kiện, chủ đề hoặc là nghệ thuật của tác phẩm cụ thể. Và những nội dung trong những nhận xét, đánh giá về tác phẩm phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện này, từ tính cách, hành động của nhân vật trong tác phẩm này. Và bài làm nó phải đầy đủ bố cục 3 phần và phải mạch lạc rõ ràng, phải có luận điểm, luận cứ rõ ràng. Đó chính là cái nội dung của bài học này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bạn nào có cái nhiệm vụ